Tập 52. Quả nhiên ngươi là vũ khí mạnh nhất trên đời này. Tên hung thủ giết chết tôi, hắn trở về chưa? Trở về rồi. Quá tốt rồi. Hãy chờ ta tới tìm ngươi trả thù. Cà sách. Phụ dư, mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng Thích có sống lại hay không? Ngày hôm đó, khi có một luồng sáng bao trùm khắp cả Nhẫn Tuyết Thành này, lúc đó trong lòng Phụ Dương cũng đã hiểu được ẩn liên đã nở được như ước nguyện. Dương, Lê Lạc cô nương, cuối cùng cô đã tỉnh lại rồi. Ông nói tôi là Lê Lạc sao? Đúng vậy. Bao! Có chuyện gì? Dương, dốc Lạc Anh đã xảy ra động đất. Người ở lại đây với cô ấy. Dạ. Đi. Khi Phụ Dương vội vàng đi tới dốc Lạc Anh, ta chỉ thấy một quan tài trống đậm mở nắp. Không biết Thích đã đi đâu nữa. Ta đã hỏi tất cả thần dân, nhưng mà không có ai nhìn thấy Thích hết. Chẳng lẽ có người bắt anh không Thích? Không, tôi đã kiểm tra quan tài của anh không Thích. Bên trong có một dấu chưởng, cho thấy chính anh không Thích đã tự mình mở nắp quan tài ra. Nói như vậy, anh không Thích đã sống trở lại rồi. Giờ anh không Thích đã sống lại, nhưng tại sao lại mất tích chứ? Có lẽ lúc đó cũng giống như Lê Lạc và Lam Thường, không nhớ gì hết, đã đi lạc. Bây giờ xác định Thích đã sống lại, ta nhất định sẽ tìm được nó. Hãy thả ta ra! Im lặng đi! Giết ngươi. Ta muốn trở về! Ngươi làm trái lẽ các trời! Các ngươi là của ta! Ngươi sẽ ta sẽ thu phục các ngươi! Anh không Thích, Quỳnh đang ở nơi đâu? Quỳnh khỏe không? Quỳnh đã sống lại chưa? Muội đang rất nhớ Quỳnh. Cô chính là Diễm Đát. Vậy cô đấu với tôi một trận đi. Tại sao chứ?
Bởi vì tôi nghe nói khi cô còn ở Ảo Tuyết Thần Sơn đã đấu với Ca Sách, ngoài ra còn đánh bại được Uyên Tế. Chắc chắn cô hiểu rất rõ phép thuật của Ca Sách, cho nên cô cần phải giúp tôi tìm hiểu đối phương. Tôi xin lỗi, ngoài phụ dương tôi ra, tôi không nghe lời của bất cứ ai hết. Muội biết là huynh sẽ tỉnh lại mà. Huynh cố tình tới thăm muội phải không? Hôm nay huynh cố tình đeo mặt nạ là muốn tạo sự bất ngờ cho muội phải không? Anh không thích. Diễm Đát. Phụ Dương. Ở đây không có chuyện của người, ra ngoài đi. Phụ Dương, tại sao huynh ấy lại ở đây? Hắn chính là vũ khí trả thù mà ông trời ban cho chúng ta. Thắng lợi mãi mãi nằm về phía quả tộc chúng ta. Ngày hôm đó, thủ giới binh sĩ báo cáo anh không thích để xông vào biên giới của quả tộc chúng ta. Ta đã nghĩ không phải anh không thích đã chết rồi hay sao? Làm sao có thể chứ? Anh không thích không phải người chết rồi sao? Người là Ca Sách đang ở chỗ này. Ta muốn giết chết Ca Sách. Người vừa nói gì? Ta muốn giết chết Ca Sách bởi vì hắn đã giết ta. Ca Sách hiện đang ở đâu? Ta phải giết chết hắn. Tại sao? Bởi vì hắn đã giết ta. Ta quyết một trận thắng thua với hắn. Nếu như hắn thật sự là ca ca của tôi, tại sao hắn lại muốn giết tôi? Bởi vì ca ca ngươi luôn ganh tị phép thuật của người cao hơn hắn, đoạt đi dương nhĩ băng dương của hắn. Nhưng sau đó biết được ngươi không hề có huyết thống với băng tộc, nên thừa cơ đoạt lấy dương nhĩ. Hắn còn giết ngươi, hút hết phép thuật của ngươi. Hắn hủy hoại mọi thứ của tôi vì tôi không thuộc về băng tộc sao? Vì ngươi vốn là hậu duệ băng diệm tộc trong thời kỳ cổ đại. Phụ thân của ngươi chính là vị thần chính thống trên thế giới này, Uyên Tế. Tổ tiên của băng tộc đã phản bội Uyên Tế,
phong ấn ông ta ở dưới đáy biển sâu, vạn năm không thấy mặt trời. Sau đó, cuối cùng Nguyên Tế đã thoát ra được, gặp gỡ mẫu thân của người, chính là liên cơ của Nhân Ngư tộc. Nhưng mà sau đó, bị lão Băng Dương, hắn cũng chính là phụ thân của Ca Sách Ca Ca người, chiếm đoạt làm tắc phi của hắn. Lúc đó, mẫu thân ngươi đã mang thai ngươi rồi. Bà lo lắng lão Băng Dương sẽ hạ độc hại bà, nên phải nhẫn nhục nuôi ngươi khôn lớn trưởng thành. Bây giờ cha mẹ của tôi đang ở đâu? Cha mẹ của ngươi giống ở Ảo Tuyết Thần Sơn, nhưng đã bị ca ca ngươi Ca Sách phát hiện được. Hắn muốn diệt cỏ tận gốc. Hắn đưa binh xông vào Ảo Tuyết Thần Sơn. Ta cảm giác lần này lành ít dữ nhiều rồi. Ca Sách, sao lại đối xử với ta như vậy chứ? Ta nhất định kéo ngươi xuống địa ngục, phải đốt ngươi thành tro. Bây giờ anh không thích đã chết rồi. Tên của ngươi chính là La Thiên Tẩn, vì trả thù mà sống. Tại sao anh không thích lại ra nông nỗi này chứ? Chẳng lẽ là lời nguyện của Uyên Tế trước khi chết đã linh nghiệm? Lời nguyện? Phải, trước khi chết Uyên Tế đã lập lời nguyện đối với Ca Sách. Hắn nói Ca Sách cũng sẽ giống như hắn, cả đời này không thể nào sống bên cạnh người mình yêu thương. Thú vị thật đó. Quán khí của Uyên Tế đã giúp ta một chuyện rất lớn. Chỉ đáng tiếc hình thần của hắn tan biến. Nếu không thì ta sẽ đích thân tới đó cảm ơn hắn. Phụ Dương, cha muốn anh không thích xem Ca Sách như kẻ thù. Người muốn lợi dụng hắn trả thù Ca Sách sao? Đúng vậy. Phép thuật của anh không thích tiến bộ thần tốc. Chờ khi thời cơ chín mùi, ta sẽ cho hắn và Ca Sách tàn sát lẫn nhau. Cho dù không giết được Ca Sách, cũng có thể khiến hắn bị tổn thương nguyên khí. Ta có thể thu gom tam giới, thậm chí là Ảo Tuyết Thần Sơn. Sao có thể như vậy được? Làm sao anh không thích có thể đánh thắng Ca Sách được chứ? Làm như vậy chẳng khác nào đưa hắn vào chỗ chết. Nếu như anh không thích giết được Ca Sách thì sao? Con phải có lòng tin với hắn. Không, dù anh không thích có thể rút lui an toàn, nếu như ngày nào đó anh không thích biết được chính tay mình đã giết ca ca của mình, lúc đó sẽ sống không bằng chết. Phụ Dương, Diễm Đát to gan, xin người hãy tha cho hắn. Diễm Đát, cha biết là con thích anh không thích, nhưng mà trong lòng của hắn không hề có con. Con cam tâm đứa anh không thích vậy bên cạnh Ca Sách như vậy hay sao? Để hắn trở thành La Thiên Tẩn, để hắn trở thành một phần tử của quả tộc, thì con sẽ được mãi mãi bên cạnh hắn rồi. Không, dù trong lòng huynh ấy có con hay không, muốn con gạt huynh ấy con không làm được. Cho dù con gạt được huynh ấy, con cũng không gạt được bản thân mình. Con sẽ nói ra sự thật với huynh ấy. Ta nói hắn là La Thiên Tẩn thì hắn chính là La Thiên Tẩn. Nếu con dám nói với hắn điều gì thì đừng trách ta không nói trước. Ta sẽ giết chết con đó, hoặc là ta sẽ giết chết hắn trước.
Như thế nào? Không biết tại sao lại không tìm được giấc mộng của anh không thích. Sao lại như vậy chứ? Muốn tiến hành thuật vào mộng, người được vào mộng cần phải biết rõ thân phận của mình. Tôi nghĩ anh không thích có thể giống như Lê Lạc và Lam Thường vậy, quên đi bản thân của mình là ai. Cho nên giấc mộng bốn hướng của tôi mới không tìm được anh không thích. Ý của Quỳnh muốn nói là sau khi thức tỉnh lại không nhớ ra ta, cũng không nhớ bản thân mình là ai. Không được, ta cần phải phát động lực lượng băng tộc đi tìm ngay. Dương, không được làm vậy. Tại sao vậy? Tuy lần này đi vào mộng tôi không tìm được anh không thích, nhưng tôi đã đi vào giấc mộng của một người khác. Ai? Tinh Quỳnh. Tinh Quỳnh. Ca, Quỳnh định đi đâu? Quỳnh phải về tầm mộng tộc. Về nhà. Ca, Quỳnh đừng đi. Ở lại đi. Muội không có muốn huynh về với muội hay sao? Nhưng muội không ở tầm mộng tộc, cũng không ở băng tộc. Vậy muội đang ở đâu? Ca ở nơi nào thì muội ở nơi đó. Ca, ở lại đi. Bởi vì song tinh rồi sẽ tụ hợp. Đây là giấc mộng tinh quỷ để lại cho huynh sao? Không, đây là dự đoán mộng của tôi. Tinh quỷ trong giấc mộng đã nói một câu: song tinh rồi sẽ hội tụ. Cho nên Dương và anh không thích chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi. Bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Nhưng mà Dương, nếu như ngài phát động lực lượng của toàn băng tộc đi tìm anh không thích, vậy thì quả tộc chắc chắn sẽ biết được. Bây giờ tam giới để biết được tình cảm của ngài đối với anh không thích. Nếu như để người có lòng dạ xấu xa đi trước một bước tìm được anh không thích, e là sẽ gây bất lợi cho ngài đó. Được rồi, sau khi ta mất đi anh không thích, cũng đã một thời gian rất dài không nhìn thấy phệ thần kiếm nữa. Bởi vì cây kiếm đó đã luôn luôn nhắc nhở ta, đệ đệ của ta cũng vì ta mới chết. Tôi hiểu mà. Chúng ta đều đã trải qua sự mất mát khắc cốt ghi tâm, và mỗi một lần mất đi, trong lòng đều cảm thấy trống rỗng. Và sự trống rỗng đó, nó sẽ bị tâm ma chiếm lĩnh, từng khắc từng giờ luôn nhắc nhở chúng ta cái mình mất, đó là thứ quan trọng nhất. Đúng vậy. Sau đó ta mới chợt nhận ra, tâm ma trong lòng sẽ không bao giờ mất đi, nó luôn tồn tại trong lòng chúng ta. Chỉ cần mình thẳng thắn đối diện với nó, chấp nhận nó, thì trong lòng mới có được sự bình an thực sự. Cho nên tinh quỷ đã chọn cách như vậy xuất hiện trong giấc mộng của tôi, phải không? Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít ra tôi có thể nhìn nó thêm một lần nữa. Dương, tạm thời tôi sẽ không về tầm mộng tộc. Những Tuyết Thành mãi mãi chào đón huynh. Bởi vì ca ca ngươi luôn danh tỷ phép thuộc của người cao hơn hắn,
đoạt đi dương vị băng dương của hắn. Nhưng sau đó hắn biết ngươi không hề có huyết thống với băng tộc, nên thừa cơ đoạt lấy dương vị. Hắn còn giết ngươi, hút hết phép thuật của ngươi. Cha mẹ của ngươi vốn mặc áo tuyết thần sơn, nhưng đã bị ca ca ngươi Ca Sách phát hiện được. Hắn muốn diệt cỏ tận gốc. Hắn đưa binh xông vào áo tuyết thần sơn. Ta cảm giác lần này lành ít dữ nhiều rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thích, đệ có nghe huynh đang tìm đệ không? Lam Thường, con có còn nhớ ba bước làm đẹp của nhân ngư tộc không? Con không nhớ. Một, chính là phải dưỡng da mặt. Hai, là xoa bóp cho thân thể. Nói tới bước thứ ba, đó cũng là bước quan trọng nhất, chính là tắm dưỡng da đó. Ở trên đời này không có công chúa xấu, chỉ có công chúa lười biếng thôi. Sứ giả, Dương mời cô qua đó. Để tôi thay y phục đã. Tôi không thích bộ y phục này. Dạ. Tôi mặc như vậy không đẹp hay sao? Không, nhìn đẹp lắm. Ta mặc cái gì cũng đẹp hết. Cha. Ê cha, tiệc chiêu đãi của Dương đúng là phi phàm thật đó. Nhảm nhí, Dương là thần, đương nhiên phi phàm rồi. Ê, cô là... Ôi trời ơi, Lê Lạc. Cô coi, Lê Lạc, người phụ nữ của Dương cũng thiệt là... Huynh im miệng được rồi đó. Ủa, Triệu Nhai đâu?
Sao cô ấy chưa tới? Triều Nhai nhận được thư từ Hùng tộc, cô ấy phải về đó một chuyến, cho nên đã đi trong đêm rồi. Bây giờ Triều Nhai đã là dương của Hùng tộc, chắc chắn là rất bận rộn. Chúng ta vào bàn ngồi đi. À, Dương à, ngài có còn nhớ không, lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau, tôi đã xông vào phòng của ngài và Lê Lạc. Lúc đó hai người còn giả làm phu thê. Bây giờ thì đã thành thật rồi. Còn chuyện này nữa, tôi nghĩ lúc đó Dương mới tới trần gian, chưa hiểu biết nhiều. Trò ma mảnh như vậy chắc chắn là do Lê Lạc đưa ra phải không? Lê Lạc có thể không nhớ được đâu. Nè, nhớ lại lúc đó Nguyệt Thần còn định giết cậu đó. Dương à, ngài nói như vậy không đúng. Vì lúc đó Nguyệt Thần hồi theo tôi diễn tuồng kia mà. Lúc đó tôi thật sự muốn giết huynh. Dương, mùi vị của cá này đặc biệt quá. Món cá nướng này khi còn ở trần gian Lê Lạc đã làm, nhưng ta không biết nướng nên là cháy khét. Nè, nàng thử đi. Dương à, khi ngài và Lê Lạc thành thân, hình như là chưa có động phòng đó. Bây giờ Lê Lạc tỉnh lại rồi, hay là chúng ta động phòng luôn đi. Ở trần gian họ có tập tục náo động phòng, vui dữ lắm. Lê Lạc, Lê Lạc, tôi xin lỗi, tôi muốn ra ngoài đi dạo. Lê Lạc, cao một chút, cao thêm chút nữa, cao thêm chút nữa đi, cao nữa đi. À, hay lắm, hay lắm. À, à, cao chút nữa đi. Hay lắm, hay lắm. Phù Dư, Phù Dư, tình trạng của bà sao rồi? Bà sau khi từ Ảo Tuyết Thần Sơn trở về thì gần như đã mất hết phép thuật, ký ức dường như cũng từ từ mất đi hết. Tốt lắm, tốt lắm. Bà ơi, tụi con phải về nhà, ngày mai chúng ta không chơi chịu, tiếp. Không chịu, không chịu, không chịu. Trời, về đâu, ta còn muốn chơi, ta muốn chơi nữa mà. Mẫu thân à, con theo mẹ cũng đã chơi cả ngày rồi, con đưa mẹ về nhà nghỉ nghe. Không chịu, mẹ muốn chơi, mẹ còn muốn chơi. Mẹ không muốn về nhà, không muốn về nhà đâu. Bà, vậy con sẽ chơi với bà nha. Hả? Tổ tiên xá di. Bà nhận lầm rồi, con là ca sách cháu nội của bà đây. Tổ tiên xá di, con có lỗi với người. Con đã làm mất lạc tinh trượng mà người truyền lại cho con. Con xin lỗi, là lỗi của con. Bà không cần phải lo lắng. Tụi con đã tìm được lạc tinh trượng rồi, bây giờ đã được bảo quản rất cẩn thận, bà không cần phải lo nữa. Hả? Có thật không? Đương nhiên là thật rồi. Bà theo con về nhà đi. Sau khi về nhà, con sẽ trả lại lạc tinh trượng cho bà, chịu không? Chịu. Về nhà thôi. Đi về. Cái này đẹp quá. Cái này đẹp không? Đeo như vậy có đẹp không? Đeo như vậy đẹp thật đó. Đẹp thiệt đó.
Đẹp quá. Đẹp quá. Đúng rồi. Cái này đẹp hơn nè. Trời này đẹp quá. Công chúa, để nô tỳ làm cho. Thôi được rồi, bỏ đi. Mấy đồ linh tinh này không có gì thú vị cả. Không vui bằng lúc ta cưỡi con thú rừng của ta đi đánh trận nữa. Sao lại như vậy chứ? Tôi cũng muốn làm giống cô. Bình thường công chúa rất thích xỏ trang sức giỏ ốc, còn tạo ra nhiều kiểu mới lạ dạy cho chúng nô tỳ. Tại sao bây giờ lại không thích làm nữa chứ? Ê, sao bây giờ nhìn công chúa không giống như lúc trước vậy? Phải đó. Là tiếng gì vậy? Ốc biển cảnh cáo có kẻ địch xâm nhập. Mời công chúa theo chúng tôi rời khỏi đây. Có kẻ địch, đừng sợ, đã có ta đây. Bây giờ phải chúng ta phải làm sao? Nhanh, mọi chân nhau đi tìm đi. Tinh Cựu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lạc Tinh Trượng đã mất rồi. Tại sao Lạc Tinh Trượng lại mất chứ? Tôi cũng không rõ nữa. Lúc nãy Lạc Tinh Trượng bỗng nhiên bay ra ngoài, tôi muốn lấy lại nhưng mà không lấy được. Lạc Tinh Trượng. Lạc Tinh Trượng phải về nhà rồi. Lạc Tinh Trượng phải về nhà rồi. Lạc Tinh Trượng phải về nhà rồi. Mau buông tay ra đi. Buông ra đi. Mày nói gì vậy? Lạc Tinh Trượng phải về nhà rồi. Dương Đăng. Lê Lạc hẹn gặp chúng ta, tại sao giờ này vẫn chưa tới vậy? Trước giờ Lê Lạc luôn là người thật thà và giữ chữ tín, cô ấy sẽ không tới trễ đâu. Trừ khi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi đi tìm cổ. Ê, cổ tới rồi kìa. Lê Lạc. 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 Lê Lạc tới rồi kìa. Lê Lạc tới rồi. Lê Lạc. Lê Lạc. Lê Lạc. Lê Lạc. Lê Lạc. Đã về rồi. Lê Lạc. 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 Thật sự ngại quá. Tôi không còn nhớ hình dạng của mọi người nữa, nên đã đi tìm khắp nơi, không chú ý gì vậy lạc đường. Lê Lạc, xưa nay cô là người có trí nhớ tốt nhất, phán đoán hướng tốt nhất trong nhóm thủ giới sứ giả này, sao cô lạc đường được chứ? Có phải cô cũng giống như trước đây, muốn chọc chúng tôi có phải không? Hả? Cô đó, đã lâu không chọc chúng tôi rồi. Ê. Hả? Bây giờ cổ là thê tử của Dương, phải biết phép tắc một chút, mau lấy tay ra đi. Thiệt tình. Sao cô lại ăn mặc như vậy? Là ý của Dương sao? Không có phải đâu. Trước giờ tôi đều thích ăn mặc như vậy kia mà. Nhìn không có đẹp hả? Đẹp, đẹp lắm, đẹp lắm. Bây giờ cô đổi tạo hình khác cũng đẹp như thường. Đúng đúng đúng. Tôi và Lục Chiêu còn nói là sau khi trở về cũng sẽ ăn mặc giống như cô vậy, có phải không? Đừng có hù tôi nha. Nếu hai người đều ăn mặc giống như vậy, tôi sẽ nghĩ là yêu quái biến thành đó. Đi chết đi. Quỳnh muốn chết hay sao vậy? Đi 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 uống rượu đi. Đúng rồi, đi. Đi 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 thôi. Đi. Tại sao bọn họ nói chuyện thô lỗ quá vậy? Công chúa, công chúa, công chúa đợi một chút. Công chúa, từ từ thôi. Công chúa. Lam Thường, con chạy ra đây làm gì chứ? Con ở trong phòng thấy buồn quá, kẻ địch đâu? Để con dạy cho bọn họ một bài học. Con coi, những đứa bé này cũng không biết tụi nó từ đâu tới và định đi đâu nữa. Nó động đậy kìa. Ngươi... Mau bỏ dao xuống. Ngươi mau bỏ dao xuống đi. Các người là ai, nói đi. Tới đây để làm gì? Ta không phải là thiếu chủ vô dân tộc đến từ ảo tuyết thần sơn. Ta không phải là Ngôn Quan. Hòn đảo này đã bị ta chiếm lĩnh rồi, các ngươi không được đầu hàng. Vô dân tộc? Chẳng lẽ đây là tiểu thần tộc ẩn cư tại ảo tuyết thần sơn, lời nói trái với suy nghĩ, thích nói dối trong truyền thuyết đó sao? Ta không phải thiếu chủ vô dân tộc đến từ ảo tuyết thần sơn. Ta không phải Ngôn Quan. Hòn đảo này đã bị ta chiếm lĩnh rồi, các ngươi không được đầu hàng.
Cậu bé này, cậu đang nói gì vậy? Cậu đói rồi phải không? Ta không đói. Nè, mau ăn đi. Có đồ ăn rồi. Cho tôi với. Để cho tôi một ít đi. Cho tôi đi. Cho tôi nữa. Cho tôi nữa. Có đồ ăn rồi. Tụi nó thích nói dối, trái ngược lại là nói sự thật. Các người từ ảo tuyết thần sơn tới nhân ngư tộc cần phải qua vô tận hải. Vậy các người có băng qua vô tận hải không? Không có. Người thống trị các người trước đây là Uyên Tế phải không? Không đúng. Vậy phép thuật của các người yếu lắm phải không? Cũng không phải luôn, chúng tôi lợi hại lắm đó. Bây giờ ngươi đói rồi phải không? Không có đói, tôi no lắm. Tôi muốn uống rượu. Lấy rượu đi. Công chúa, cô không được uống rượu. Tôi không uống rượu, không uống rượu. Cô không được lấy rượu tới. Trên đảo ngư nhân của chúng tôi có trái cây và rượu ngon nhất. Đủ rồi. Đám trẻ các ngươi đây, ăn xong thì đi mau đi. Hả? Thánh Tôn, người về nghỉ ngơi trước đi, cứ giao lại cho con. Hãy tin con. Xem ra Lạc Tinh Trượng đã bị Thánh Ma Phương dẫn dắt rồi, nên mới bay tới đây. Vạn năm nay, do nhiều đời băng dương đều tuân theo sự chỉ dẫn của tổ tiên, băng tộc mới có được bình an như ngày hôm nay. Nhưng mà mấy năm nay băng tộc không còn nói giỏi, với lại ca sách dương tử phép thuật yếu dần. Chẳng lẽ bây giờ các vị chuẩn bị chọn ra một vị băng dương mới sao? Ca sách dương tử là người kế thừa duy nhất của đời này. Tìm huynh tới chính là muốn huynh hỗ trợ cho ca sách dương tử kế thừa dương vị. Theo như lời các vị đã nói, thất thánh thì phải có 7 vị mới đúng. Tại sao cộng thêm tôi cũng chỉ có 6 vị thôi? Thánh Ma Phương là pháp khí đã được tổ tiên Xá Di tặng thất thánh. Thánh giả trong đời này gồm Triêm Tinh, Lưu Nguyệt, Ngô Thận, Lịch Thạch, Quyển Tháp, cộng thêm tôi, tất cả cũng chỉ có 6 vị thánh giả. Cho nên từ trước tới nay chỉ có 6 viên thánh ma phương. Thật không ngờ viên thứ 7 này lại ẩn trong cây lạc tinh trượng này đây. Nếu cô được thúc doanh viên thứ 7 thánh ma phương, nó đã biến mất từ 300 năm trước. Người kế thừa của bà vẫn chưa xuất hiện. Cho nên trước đây ta đã bói quẻ cho anh không thích, chỉ có lục thánh giả. Xem ra người kế vị của bà là hòn đá đó biết bay kìa. Nhìn lạ thật đó. Nhìn lạ quá. Tôi nghĩ Phong Thiên bà chắc chắn trước đó đã có thỏa thuận với Nguyên Sát. Biết bay. Cho nên mới hủy bỏ thỏa thuận trước đây với Sát. Vui thiệt. Bây đó. Giờ thỏa thuận phá bỏ. Phong Thiên bà biết bay. Tinh lực đã cạn. Hay quá. Các thánh ma phương quá. Đã dựa theo thỏa thuận lạ trước đây thiệt. Đã tới thất thánh đài. Đúng là quá vui. Chờ đợi người kế vị tiếp theo. Không, thánh ma phương không chỉ chờ đợi người kế vị tiếp theo. Đinh Cựu, hãy giao thánh ma phương cho ta. Vui quá, vui quá.